xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về nước ép dứa điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, bao gồm giới thiệu, công dụng, cách dùng và lưu ý. Giới thiệu dứa. Dứa có tên thường gọi là khóm, thơm, khớm huyền nương. Cây có thân ngắn, lá mọc thành hoa thị, cứng, dài, ở bếp có răng như gai nhọn, có khi rất ít thơm. Khi cây trưởng thành mang một bông hoa, khi hình thành quả thì các lá bắc mọng nước tụ họp với trục của bông hoa thành một quả mọng kép có màu vàng hay gạch tôm. Các quả thật thì nằm trong các mắt dứa. Cây thường ra hoa quả vào mùa hè. Công dụng của quả dứa. Theo nghiên cứu, hợp chất bromelain phân bố nhiều nhất ở lõi dứa, ước tính gấp tới 20 lần so với thịt dứa. Nên khi ăn loại quả này, bạn không nên bỏ lõi dứa. Dứa thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong cơ thể, đặc biệt có lượng chất xơ lớn giúp cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cách dùng nước ép dứa điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Uống nước ép dứa một lần mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ mỡ của cơ thể. Lưu ý khi sử dụng. Không ăn dứa ở nhiệt độ cao. Bạn cần biết rằng chất bromelain trong dứa rất tốt cho người bị bệnh gan sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ. Không nên đun nấu dứa quá kỹ. Ăn vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Trong dứa có nhiều mangan. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều, người mắc bệnh gan mãn tính có thể sẽ bị ngộ độc. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.